Hôm nay Gali VN chúng tôi xin giới thiệu đến mọi người một sản phẩm rất hữu ích trong những dịp họp mặt gia đình hoặc bạn bè, đó là nồi lẩu điện Gali. Có 3 mức chọn nhiệt độ thấp, vừa và cao. Hãy chọn nhiệt độ cao để lẩu sôi nhanh hơn, giúp chúng ta tiện lợi hơn trong quá trình nấu các món lẩu một cách nhanh chóng hơn nhờ công suất lớn 1.500W. Với lẩu điện GL1210 với thiết kế hình chữ nhật vô cùng sang trọng, có lòng nồi với dung tích 4 lít. Đi kèm với nồi lẩu là một sừng hấp giúp mọi người hấp thực phẩm vô cùng tiện lợi. Sau khi nồi lẩu chúng ta sôi mạnh, hãy điều chỉnh nhiệt độ về thấp hoặc vừa để giữ nồi lẩu luôn nóng, chúng ta thưởng thức món lẩu đầy hấp dẫn. Đối với việc vệ sinh nồi lẩu trở nên vô cùng đơn giản hơn bao giờ hết nhờ lòng nồi có phủ lớp men chống dính. Đầu tiên ta cho nước vào lòng nồi tráng sơ qua rồi đổ đi, dùng khăn mềm ẩm có xà bông lau qua rồi dùng khăn mềm ẩm lau lại. Cuối cùng dùng khăn mềm lau khô lại một lần nữa, ta bảo quản nồi lẩu nơi thoáng mát khô ráo.